Ông lão câu cá, câu trúng con rồ đồng có 4 mũi tên cắm trên lưng, giá trị lên đến 6.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia thì con rồ bằng đồng với 4 mũi tên cắm trên lưng có niên đại khoảng hơn 3.000 năm lịch sử và thuộc vào hàng quốc bào của quốc gia. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh về một con rùa đồng với 4 mũi tên và 32 chữ khắc trên lưng có niên đại hơn 3.000 năm lịch sử. Những hình ảnh này được các chuyên gia đăng lên trang web của bảo tàng quốc gia, thu hút sự quan tâm, thảo luận và giải mã của nhiều giới trong thời gian dài đến như vậy. Được biết rằng đây là một trong những bảo vật được nộp cho quốc gia để hưởng ứng lời kêu gọi của bảo tàng quốc gia Trung Quốc năm 2003. Tại thời điểm đó, rất nhiều người đã nhiệt tình trao lại các món đồ cổ, các di vật lịch sử mà họ giữ cho nhà nước, trong đó có con rùa đồng với bốn mũi tên và 32 chữ khắc trên lưng. Được biết thì con rùa bằng đồng này được một lão nông vượt được khi mà đi câu cá dưới sông. Người này cho biết là khi đi đang câu cá, ông bỗng nhìn thấy một vật gì đó giống như một con rù đang bị thương, nằm ở ven sông cho nên đã có ý định mang về cứu chữa. Tuy nhiên khi vớt được nó lên thì ông thấy đây thực chất là một món đồ cổ. Sau một lúc vân vân, ông đã gọi đến Cục Di sản Văn hóa và được xác nhận đây là một con rùa bằng đồng và có giá trị lịch sử rất lớn các chuyên gia đã kết luận rằng con rùa đồng này là di sản văn hóa từ thời nhà Thương Chu, giá trị khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ, tính ra là hơn 6.000 tỷ đồng Việt Nam. Được biết thì ông Lão đã tặng con rùa này cho nhà nước vì cho rằng nó rất quan trọng với lĩnh vực nghiên cứu văn hóa lịch sử đất nước, mặc dù biết rõ giá trị của nó rất lớn. Không biết người cảm kích hành động và suy nghĩ cao quý của ông Lão cho nên đã gửi cho ông Lão một số vật chất hỗ trợ nhất định. Sau khi thẩm định, các chuyên gia nhận định Vật này có niên đại hơn 3.000 năm lịch sử, 4 mũi tên và 32 chữ khắc trên lưng của Rô đã thu hút các chuyên gia dưới khảo cổ mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, giải mã. Cổ vật này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhiều giới trong một thời gian dài. Kết quả nghiên cứu thẩm định cho thấy đây thực chất không phải là một con rô giống như mọi người vẫn liền tưởng. Tên gọi của nó là Ba Ba, thuộc họ nhà rô, kích thước của chúng có thể nặng đến 100 kg. Cuối cùng tất cả thống nhất đặt tên cho bảo vật này là Tác sách ban thanh đồng quy tác sách là chỉ tên một loại quan sử thời cổ đại đồng thời những dòng chữ trên lưng của bảo vật này cũng được giải mã là bính thanh vương vu hoàn hoạch vương nhất xạ xạ tam luật vong vế thi vương lạnh tẩm huynh vô tác sắc ban nhặt thấu vu đông tác nữ bảo câu chuyện phía sau bảo vật này cũng được các chuyên gia giải mã tìm ra theo truyền thuyết thì trường trụ Vương Đế Tanh đã tổ chức một cuộc thi bắn tên tại An Dương, tỉnh Hà Nam hơn 3.000 năm về trước. Sau khi ông bắn mũi tên đầu tiên xuống nước, lên trúng ngay một chú ba ba phía dưới. Một vị quan đã hết lời ca ngợi là vui lòng cho thường vương đế Tăng, khiến cho ông bắn liên tiếp ba mũi tên nữa. Và thật thanh kỳ cả ba mũi tên đều trúng vào con ba ba này, được tặng luôn cho vị quan này. Vị ban này sau khi mang xác bà bà về đã cắt giữ rất là kỹ. Sau đó ông tìm một số thợ thủ công lành nghề trong phố để làm một con bà bà bằng đồng dựa trên mô hình của chú bà bà đã được vô bản thượng. Vì muốn để cho hậu duệ sau này có thể biết đến được khởi nguồn lai lịch của bà bà đồng, ông đã yêu cầu khắc lên lưng bà bà đoạn văn kể lại câu chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Và cũng chính 32 chữ được tìm thấy trên lưng bà bà đồng.